Chào mừng các em đến với kênh Thầy Liêm. Hôm nay cô mời các em cùng theo dõi môn tiếng Việt lớp 2, bài 1, trang 7 đến trang 8 của bộ sách Cánh Diều. Thì hôm nay các em sẽ cùng theo dõi phần tiếp theo là phần luyện tập. Số 1 nhỏ là tưởng tượng mỗi từ ngữ dưới đây là một hành khách. Hãy xếp mỗi hành khách vào toa tàu phù hợp. Thì các em thấy ở đây có những cái từ ngữ ở trong cái bảng màu xanh, màu tím và màu vàng ở đây. Thì các em sẽ sắp xếp những cái từ ngữ ở đây vào cái toa tàu dưới đây, vào những cái toa tàu ở đây. Thì toa tàu ở đây có là về người, thì có ví dụ mẫu là em đó. Em thì cái toa, từ em ở đây nó là thuộc về cái toa là người. Rồi về vật thì các em thấy ở đây có vật đầu tiên là đồng hồ là vật nè, rồi gà, tu hú, hoa là vật nè, còn gà và tu hú thì là con vật, thì các em sẽ sắp xếp vào cho phù hợp. Tiếp theo ở đây, nhà là vật, như vậy thì các em sẽ xếp vào toa là vật. Rồi ngày giờ thì ở đây là thời gian, như vậy các em sẽ xếp vào toa thời gian. Đó, tương tự thì các em sẽ xếp vào rau là vật, thì các em sẽ xếp vào to vật. Rồi trời thì cũng là vào, các em sẽ xếp vào toa là vật. Rồi tiếp theo hoa đào cũng là vật, chim sâu là con vật, quả vải là vật. Rồi phút là thời gian, mẹ là người, như vậy các em sẽ xếp mẹ là vào toa người. Như vậy các em sẽ sắp xếp mỗi hành khách vào toa tàu phù hợp là người là em, mẹ, vật là đồng hồ, hoa, nhà, rau, trời, hoa đào, quả vải. Rồi con vật thì có gà, tu hú, chim, sâu. Thời gian là ngày, giờ, phút. Rồi tiếp theo là số 2 nhỏ. Tìm thêm các từ ngữ ở ngoài bài đọc. Tức là các em sẽ tìm thêm các từ ngữ ngoài bài đọc ở trên. Thứ nhất là A là chỉ người, chỉ vật, chỉ con vật và chỉ thời gian. Tức là các em sẽ tìm thêm các từ ngữ đó ngoài những cái từ ngữ trong bài học ở trên đây. Tức là ngoài những cái từ ngữ này, chỉ người thì ngoài những từ em và mẹ, thì các em sẽ tìm những cái từ khác không dùng lại từ em và từ mẹ trong cái bài tập số 2 này. Ví dụ như là các em sẽ tìm thêm về những từ ngữ về chỉ người. Ngoài mẹ và em thì có g, còn có là ông, bà, bố, chị, cô giáo hay là bác sĩ, vân vân, còn rất là nhiều những cái từ ngữ chỉ về người. Rồi tiếp theo B, chỉ vật. Ngoài những cái đồng hồ, hoa, nhà, rau, trời, hoa đào, quả vải ở trên đây thì còn những từ chỉ vật, ví dụ như là máy tính nè, quyển sách nè, tivi, máy giặt, bình hoa, xe đạp, vân vân, thì đó là những từ chỉ vật. Rồi về chỉ con vật, ngoài những con gà, tu hú, chim sâu thì còn rất nhiều từ như là ví dụ như là con ong, con lợn, con trâu, con hổ, con giun, vân vân.
Rồi tiếp theo chỉ thời gian, ngoài ngày giờ phút thì có là giây nè, rồi tháng nè, năm nè, tuần nè, vân vân, có rất là nhiều. Như vậy thì các em sẽ trả lời là thêm các từ ngữ: a chị người, bố, ông, bà, em bé, chị gái, cô giáo, bác sĩ. B chỉ vật: máy tính, quyển sách, bình hoa, tivi, máy giặt, xích đu, xe đạp, vân vân. Dấu ba chấm ở đây tức là còn nhiều từ nữa, chúng ta sẽ không nêu hết mà chúng ta chỉ là dấu ba chấm. Rồi tiếp theo C chỉ con vật thì có là con chó, con chim, con ong, con lợn, con trâu, con hổ, con giun, vân vân. D chỉ thời gian thì ngoài phút, ngày giờ phút ở bài tập trên thì còn có như là giây nè, giờ, tháng, năm, tuần, quý, vân vân. Rồi tiếp theo là bài viết một, một nhỏ là tập chép, thì các em sẽ tập chép bài thơ Đòi bàn tay bé. Rồi tiếp theo là câu số 2 nhỏ là chọn chữ phù hợp với ô trống cờ hay là ca. Thì các em thấy ở đây là đồng hồ. Cái đồng hồ thì các em sẽ chọn là cờ, cái đồng hồ. Rồi tiếng, tiếng thì là tiếng kêu, sẽ chọn là ca. Rồi đây là tu hú, là con tu hú thì các em sẽ chọn là cờ. Rồi câu chuyện thì các em sẽ chọn là cờ. Còn kỳ lạ thì sẽ chọn là ca. Như vậy các em sẽ điền vào như sau: cái đồng hồ, con tu hú, tiếng kêu, câu chuyện kỳ lạ. Rồi tiếp theo là ba nhỏ là viết vào vở chín chữ cái trong bảng sau, tức là các em sẽ viết vào vở. Thì ở đây người ta có tên cho số thứ tự chữ cái và tên chữ cái, thì có là tên chữ cái tất cả ở bên đây, còn chữ cái bên đây có thiếu thì các em sẽ điền những chữ cái còn thiếu ở đây vào cho phù hợp. Thì bên đây người ta cho tên chữ cái sẵn rồi, a, thì tên chữ cái a thì các em sẽ viết là chữ cái là viết a. Còn á thì viết như thế nào thì các em sẽ điền vào đây cho phù hợp. Rồi sau đó thì các em sẽ học thuộc lòng bảng chữ cái vừa viết. Như vậy thì chúng ta sẽ hoàn thành bảng như sau. Chữ cái, tên chữ cái thì ở bên đây phần còn thiếu thì các em sẽ điền vào. Rồi bốn nhỏ là tập viết, A là viết chữ hoa, các em sẽ viết chữ hoa là A, là chữ A. B là viết ứng dụng là câu là ánh nắng ngập tràn biển rộng. Như vậy thì đến đây các em đã vừa cùng cô theo dõi môn tiếng Việt lớp 2 của bộ sách Cánh Diều. Thì sau khi xem xong, nếu các em thấy dễ hiểu thì hãy nhấn nút thích và chia sẻ cho mọi người cùng xem. Và đừng quên đăng ký kênh thầy Lim để được xem những video tiếp theo nhé. Cô chúc các em học tốt và cô chào tạm biệt các em.